Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Quay Thử Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024. Chủ nhật ngày hôm nay gồm có ba đài: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế. Giải 8 Khánh Hòa 98, giải 8 Kon Tum 81, giải 8 Thừa Thiên Huế 81. Còn có giải 7 65 43 21 và giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, đại phú đại quý, vạn sự như ý. Chọn cho mình những con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.